Vâng, xin chào bạn. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều bí mật tạo nên chiếc sedan đầu bảng của BMW, đấy chính là 7 series. Và không phải ngẫu nhiên 7 series được ưu ái gọi là niềm tự hào của BMW. Bởi vì từ khi ra đời với triết lý định nghĩa lại tương lai của ngành ô tô thì mẫu sedan hàng đầu này vẫn là biểu tượng của những trải nghiệm sang trọng, đẳng cấp. Và chắc chắn rồi, BMW ở Việt Nam thì anh em hay nói với nhau là lái rất sướng. Và với một cái mẫu xe sedan full size sang trọng như vậy thì cái việc giảm trọng lượng là một điều rất là quan trọng. Và tại sao BMW lại ứng dụng được cái công nghệ carbon, công nghệ vật liệu carbon vốn rất là đắt tiền trên những cái dòng xe này? Thì như các bạn đang thấy đấy, là BMW đã sử dụng cái công nghệ đúc ẩm sợi carbon sử dụng áp lực cao, vâng, hay có thể gọi là ép khuôn carbon bằng thủy lực. Với cái công nghệ như thế này thì BMW đã làm giảm cái chi phí chế tạo ra nó. Bởi vì nếu như ứng dụng cái vật liệu carbon này trên xe thì nó sẽ rất đắt tiền. Bởi vì trước đây thì các bạn đã theo dõi những cái chương trình đua, giải đua hoành tráng 24 giờ Le Mans ấy, thì bạn sẽ thấy là các cái mẫu xe sử dụng các vật liệu carbon rất nhiều. Bởi vì trong một cái giải đua 24 giờ liên tục, mỗi mẫu xe nó phải hoàn thành khoảng 350 vòng đua, tương ứng với khoảng 5.000 km. Thì sự khác biệt của các tay đua lại không phải là điều tiên quyết, mà tiên quyết là mỗi kg trên xe. Thậm chí với những mẫu xe như vậy thì mỗi gram, xin nhắc lại là mỗi gram, nó ảnh hưởng tới cái việc kết quả đua rất là nhiều. Bởi vì mỗi vòng đua thì mỗi mẫu xe chỉ được tiêu thụ khoảng hơn 5, vâng, chính xác là 5,04 lít mà thôi. Và tích lũy lên thì cái lượng nhiên liệu nó sẽ rất là lớn. Chính vì vậy công nghệ carbon là điều kiện tiên quyết giúp giảm trọng lượng xe. Và BMW đã giải một cái bài toán rất hay, đấy là ứng dụng cái công nghệ này trên những cái mẫu xe thương mại của mình. Trước mắt các bạn thì đang thấy là những cái chi tiết sẽ được tạo khuôn và sẽ tạo thành những cái chi tiết thô. Đây mới là chi tiết thô thôi nha các bạn. Thay vì đúc bằng thép thì nay đúc bằng carbon. Đấy, nhẹ lắm. Nếu như cái thanh như các bạn anh công nhân đang thấy này, nếu mà là thanh thép bằng vật liệu thép độ cứng cao thì mình nghĩ sẽ cầm sẽ nặng hơn. Nhưng đây anh ấy dùng cầm rất là nhẹ nhàng. Và anh ấy đang kiểm tra, và có lẽ là kiểm tra cái chất lượng của cái thành phẩm thô. Thực ra trên những cái dòng xe Đức á, mà mình đã từng thử xem những cái ốc vít, những cái bu lông của nó ấy, không hiểu họ dùng cái công nghệ vật liệu gì mà nó rất nhẹ, nhẹ như cục bông luôn. Những cái ốc bắt máy với lực siết rất cao, rất nhiều kg lực, nhưng mà cầm nó nhẹ như cục bông, thì không hiểu là họ dùng công nghệ vật liệu gì. Trên cái máy Audi A8 thì mình cũng đã thử rồi, cầm lên nhẹ như cục bông luôn. Sau khi tạo thành phẩm khô thì sẽ chuyển qua phần tiếp theo là làm tinh. Bây giờ thì mới làm tinh nhá. Đấy, các chi tiết được gá lên rồi, và chuẩn bị phay rồi khoan vân vân để tạo ra một cái chi tiết hoàn thiện trước khi lắp vào thân xe. Thực ra nó cũng khá là giống các chi tiết vật liệu bằng kim loại thôi, nhưng thay bằng vật liệu kim loại thì chúng ta sử dụng carbon rất là nhẹ, các quy trình chế tạo vẫn vậy. Nhưng thực sự nó rất là khó, bởi vì nó lại phải bảo đảm một cái độ cứng nhất định. Thông thường cái công nghệ vật liệu bằng carbon này trước đây chỉ xuất hiện trên những cái dòng xe công suất cao, hiệu suất cao như là của Porsche chẳng hạn. Và thực ra Porsche cũng là đi đầu trong việc sử dụng vật liệu carbon trong cái sản xuất xe. Và trong mùa giải năm 1998, chiếc 911 GT1 đã trở thành mẫu xe Porsche đầu tiên có khung xe được làm một phần từ vật liệu carbon. Và nó đã giảm được khoảng 50kg. Với một chiếc xe giảm được 50kg thực sự rất khó. Các bạn cứ hình dung như thế này, chúng ta đang nặng khoảng 80 cân, muốn giảm xuống 5 cân nó một điều cực khó. Nào là phải ăn kiêng này, theo cái chế độ này, low carb này, rồi là phải tập thể dục, rồi vân vân rất nhiều. Nhưng mà với một chiếc xe công nghệ này thực sự là đẳng cấp. Đó, các bạn có thể thấy là đã hoàn thiện rồi. Và bây giờ thì như các chương trình trước mà mình đã chia sẻ, thì khi mà tất cả các cái chi tiết vật liệu đã được hoàn thiện thì sẽ sang công đoạn lắp ráp. Và trong cái chương trình
giới thiệu về quy trình lắp ráp của 7 series thì chúng ta sẽ sang phần lắp ráp phần thân xe nhé. Vẫn là robot, những robot với công nghệ cực kỳ tiên tiến, hiện đại đang lắp ráp, và những tay robot đá dẻo như công Phượng, rất chăm chỉ, không kêu ca phàn nàn, không bao giờ. Những robot này tôi đảm bảo với các bạn một điều là sẽ không phàn nàn về lương, cũng không phàn nàn về thời gian làm việc 24/7, thậm chí 25+7, không có vấn đề gì cả. Rất cần mẫn và có một cái độ chính xác rất cao. Nhiều bạn có chia sẻ rằng là nếu như robot làm việc hết như thế này thì con người thất nghiệp. Nhưng thực sự nếu mà trong cái quy trình chế tạo ra những cái vật liệu, những cái sản phẩm có độ chính xác cao thì chắc chắn là phải dùng robot rồi. Độ chính xác nó cực cao luôn. Đó, những cái tấm carbon sẽ dần được hoàn thiện với độ chính xác rất cao, độ hoàn thiện rất cao, và chuẩn bị lắp ghép đưa vào cùng với thân xe. Chỉ giảm 3-4-50 cân thôi, nhưng mà phải đầu tư rất nhiều về công nghệ cũng như máy móc và chất xám. Đấy, các bạn đang thấy chiếc robot đang lắp hoàn thiện một cái sàn xe. Thực ra với những cái dòng xe đắt tiền ấy, thì ngoài những cái vật liệu rồi những cái tiện ích mà chúng ta thấy trong khoang xe ấy, thì cái công nghệ chế tạo về khung gầm, thân vỏ nó lại chiếm phần rất là lớn, và động cơ cùng các hệ thống an toàn. Rồi những các cái ví dụ như là auto hold rồi những cái hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì chỉ cần có phanh tay điện tử thôi, có thể dùng thuật toán để điều khiển được. Nhưng mà với những cái công nghệ này, nó nào là công nghệ vật liệu này, rồi phải nghiên cứu về thử độ bền, rồi độ chính xác, rồi vân vân, rất nhiều cái hiện đại nó nằm trong đó, rất là đắt tiền. Chỉ thấy mỗi robot làm việc thôi. Như các chương trình trước thì rõ ràng là chúng ta cũng không thấy con người mấy ở trong cái quy trình lắp ráp. Những cánh tay robot đó đang hàn mà. Với công nghệ hàn điểm này thì độ chính xác rất là cao, cũng như cái độ ngấu tuyệt vời luôn. Xem những cái dây chuyền lắp ráp của nhà máy BMW tại Đức với cả tại Mỹ thì thực sự mình cảm thấy hơi tủi ở tại thị trường Việt Nam. Vào cứ tay búa, tay đao, keng keng keng. Và các anh công nhân thì lại cầm những cái tay hàn điểm dí vào, và mình không biết là cái độ chính xác nó đến đâu. Như những cái cánh tay robot này, nó được lập trình điều khiển thì phải nói là rất chính xác rồi. Đấy. Nhìn cứ như xem phim viễn tưởng này. Nói như anh Quảng là thật không thể tin được, thật không thể tin nổi. Mình hy vọng là sắp tới nhà máy VinFast khánh thành thì mình cũng được vào xem 1.200 con robot ở công đoạn làm thân xe. Nó hoạt động như thế nào? Bùm chéo như thế này không? Thì chúng ta hãy chờ qua đầu năm 2019 nhé. Nghe đâu đó khoảng quý 1 là có thể xem được rồi. Mình cũng rất mong chờ đến cái ngày đó, để xem rằng một nhà máy chế tạo lắp ráp xe hơi đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, nó có hiện đại được như thế này hay không? Với dòng BMW 7 Series thì nó chứa đựng rất nhiều những cái công nghệ hiện đại. Thậm chí bây giờ cái công nghệ hiện đại đến mức mà chúng ta có thể nạp vào cái hành trình của chúng ta, ví dụ từ đây đi đến Móng Cái chẳng hạn, thì lập tức là động cơ nó sẽ hiểu được rằng là nó sẽ phải đi đường đồi núi, đến đoạn nào có cua gắt hoặc là lên dốc xuống dốc, thì nó sẽ đưa ra những cái chương trình điều khiển cái hoạt động của động cơ và hộp số phù hợp trên những cái dòng xe sang công nghệ cao như BMW, như Porsche, như Mercedes, thì bây giờ đều ứng dụng những cái công nghệ đấy. Thậm chí qua những cái bùng binh chẳng hạn, nó sẽ tự động là chuẩn bị hỗ trợ phanh này, rồi động cơ sẽ cắt bớt nhiên liệu này, mức độ chân ga cũng giảm này, vân vân. Nó sẽ hỗ trợ cho người lái, giúp cho an toàn hơn. Những cái mẫu xe bây giờ thông minh như con người, và chúng ta có thể gọi đó là trí tuệ nhân tạo đấy.
đến phần lắp ráp, đến phần lắp cái cánh cửa xe vào thì có hỗ trợ của con người rồi. Tất nhiên cả những cái cánh tay robot được con người vận hành. Máy móc hiện đại quá. Nếu như ở Việt Nam mà có những cái doanh nghiệp đầu tư ra những cái sản phẩm đẳng cấp như thế này thì phải nói rất là tự hào. Và mình cũng đã từng sang bên Nhật tham quan các cái nhà máy như của Lexus, của Toyota, của Honda, vân vân. Thì có thể nói là cái trình độ lắp ráp họ cũng rất là cao rồi, chưa kể ở đây lại nhà máy của Đức nữa. Và họ cũng thường xuyên tổ chức các cái gọi là tour du lịch tham quan nhà máy cho các em học sinh ngay từ nhỏ, đã được xem và có một cái niềm đam mê, sau này những em nào có thể theo ngành những cái ngành chế tạo lắp ráp như thế này thì phải nói là giúp cho cái nền công nghiệp ô tô phát triển rất tốt. Đến công đoạn này thì sẽ cần con người rất nhiều, lắp dần các cái chi tiết trên vỏ vào khung xe. Rồi, bắt vít, nắp capo. Nắp capo này là bằng thép, nhưng nếu mà dùng vật liệu carbon hơn nữa như những cái dòng siêu xe ấy, thì có lẽ là cầm ngón tay nó cũng nâng lên được. Nhưng dù gì thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là con người như anh em chúng ta là cũng sẽ đóng góp một phần rất quan trọng để hoàn thiện một chiếc xe. Đây mới là lắp ráp 7 series thôi, còn nếu như lắp ráp những cái dòng xe siêu sang như Rolls Royce thì đôi tay người thợ, đôi tay của những nghệ nhân rất quan trọng nha các bạn. Rất quan trọng ạ. Đẹp luôn nhá. Nhìn thân xe này chưa thèm sơn nhìn đã đẹp rồi. Đấy, đấy. Dùng thước để kiểm tra khe hở. Tại sao các anh này vẫn chưa dùng tia laser nhỉ? Có anh em nào biết vì sao lại chưa dùng tia laser để kiểm tra những cái khe hở lắp ráp? Dây chuyền cứ tự động di chuyển. Đó. Khung, thân vỏ đã hoàn thiện. Và chút nữa sẽ đến điểm kết nối lắp hệ thống động cơ cùng với hệ thống treo. Ôi, nhìn cái khung sườn xe đẹp quá. Và công nhân ở đây làm cũng như máy luôn, nhịp nhàng. Và chắc chắn rồi, đến mỗi công đoạn, sau mỗi công đoạn hoàn thành xong thì luôn có khâu kiểm tra. Những đôi mắt của những nghệ nhân. Và trong cái phân khúc hạng xe hạng sang, và trong cái phân khúc xe hạng sang kiểu như BMW 7 Series thì đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được áp dụng công nghệ carbon core vào sản xuất. Độ bền và chịu lực vượt trội của carbon sẽ cải thiện được cái sự ổn định của thân xe, cũng như giảm thiểu rủi ro cho chúng ta mỗi khi lái, khi có va chạm, nhỡ chẳng may xảy ra va chạm. Và đặc biệt nó cũng giúp giảm cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông thường những mẫu xe có kích thước lớn như thế này thì mức tiêu thụ nhiên liệu là tương đối cao, vì vậy là phải nhẹ bớt đi. Đấy, các chi tiết đã bắt đầu thảm trải sàn, bắt đầu lót sàn, bắt đầu được lắp vào rồi. Với những cái mẫu xe như thế này, với độ chính xác cao như thế này, với những cái vật liệu tốt như thế này, với những công nghệ đẳng cấp như thế này, có lẽ về chúng ta không phải thật lột ra để cách âm nhỉ. Nhưng mà những cái anh công nhân này lại không có đồng phục, thua VinFast. VinFast vào đồng phục đẹp lắm, các anh này mặc như ở nhà ấy, quần sọc này. Có mấy chị nữa. Đây, công đoạn lắp ghế đây rồi. Còn riêng chiếc ghế này của BMW thì cũng đủ các thể loại công nghệ trong đấy. Công nghệ điều khiển, công nghệ massage, công nghệ vừa với thân, công nghệ vừa với kích thước của rất nhiều người, già trẻ, gái trai, cao thấp, vân vân. Vừa hết, người 1.5m cũng lái được, người 1.8m lái được. Thế mới giỏi. Trên cái BMW 7 Series này có một cái công nghệ rất là hay mà khi mà mình trải nghiệm mình mới thấy rằng là tuyệt đỉnh công phu, phải gọi là tuyệt đỉnh công phu luôn. Đấy chính là cái điều khiển bằng cử chỉ. Chúng ta có thể tóm bắt vẩy. Đấy. Để điều khiển các cái chức năng như là gọi điện thoại này, rồi là thay đổi góc chiếu camera, vân vân. Và mình nghĩ rằng có lẽ là 1-2 năm nữa thôi thì cái công nghệ này nó dễ dùng hơn, thân thiện hơn và nó hiểu con người hơn rất nhiều.
Và với những cái công nghệ như thế thì nó sẽ giúp vừa lái xe này vừa dùng an toàn hơn. Thay vì phải nhìn ngó thì là chúng ta có thể những cái cử chỉ thân thiện. Bây giờ thì lắp dàn đầu rồi. Đèn đóm rất đẹp. Đèn cũng thông minh, với những mẫu xe hạng sang như thế này thì thông minh, rất thông minh. Thì thực ra cái đẳng cấp của một chiếc xe nó cũng khá giống như cái việc mà chúng ta chia các cái sao ở trong khách sạn. Một sao thì như thế này thôi, gỗ rẻ tiền. Nhưng mà nếu lên những cái đẳng cấp như 5 sao cộng như của Intercon hay của Sixsense thì thôi rồi luôn. Một sao giá 200 ngàn một đêm, nhưng mà 5 sao cộng có thể 2 ngàn đô một đêm. Nó gấp tới 10 lần. Thì tùy từng sao mà sẽ được trang bị các cái vật liệu rồi chức năng rồi hệ số an toàn cao hơn. Lắp bánh xe, những cái công đoạn này thì phải cần con người rồi. Rồi xoay một phát là có xoay luôn 5 ốc, không bắt theo từng ốc nhé. Lực siết thì kiểm soát bằng máy đo lực hết, và nếu mà quá cái là báo ngay. Rồi xe hoàn thiện vẫn đẹp luôn. Đấy, nhìn phần đuôi này, thực sự nhìn BMW nó vẫn có một cái chất rất riêng, nó khiến bao nhiêu anh em phải lao đao, gọi đốn rụng tim. Đấy, lại có cả đèn ambient light này, màn hình. Vâng, đây là công đoạn kiểm tra. Vừa rồi thì chúng ta vừa bước sang những công đoạn kiểm tra cuối cùng. Vượt qua công đoạn này, mỗi chiếc xe sẽ được đóng gói và sẽ đưa ngay ra cảng, và có thể về Việt Nam. Rất có thể đây là một trong những chiếc xe của người Việt Nam, người Việt chúng ta đặt. Đang kiểm tra trên máy dyno, có thể đo lực phanh, đo công suất động cơ, vân vân. Phanh, những công đoạn này rất quan trọng, nếu như xảy ra bất cứ vấn đề gì bất thường lập tức sẽ được quay lại để kiểm tra. Thực ra với những cái công nghệ hiện đại trên những cái mẫu xe hạng sang như thế này thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng phải luôn lưu ý về quá trình bảo dưỡng sửa chữa, bởi vì các yếu tố công nghệ đương nhiên rồi, do con người sử dụng mà. Nó sẽ khác biệt với những chiếc xe chỉ có bốn cái bánh và thép với những cái động cơ nhưng công nghệ cũ không, nó cũng chẳng có gì để hỏng. Nhưng với những cái mẫu xe nhiều công nghệ hiện đại như thế này trong một cái điều kiện sử dụng ở tại Việt Nam thì những cái yêu cầu đòi hỏi khắt khe thì phải tương đối nhiều. Máy thì kín bưng, nhìn cái máy tràn ngập công nghệ luôn. 7 series thì có rất nhiều dòng, 730 này, 740, 750, 760. Và chủ tịch Taco tôi nghe đâu đó là có một chiếc 760 rất đẹp, nhưng mình cũng chưa thấy, giá loanh quanh khoảng 16 tỷ. Vâng, về đến Việt Nam 16 tỷ. Và trên đây là những cái công đoạn chính trong cái quá trình lắp ráp của BMW 7 series, một trong những mẫu xe hàng đầu của BMW. Và các bạn, nếu như các bạn có những cái thông tin bí mật về công nghệ của 7 series và công nghệ lắp ráp, công nghệ chế tạo thì xin vui lòng hãy chia sẻ bên dưới clip giúp chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.